Vâng, xin giới thiệu với tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay chủ nhật đầu xuân, chợ đồ cổ Kinh Môn là có tổ chức khai trương cái buổi đầu xuân này, khai xuân cái buổi đầu xuân tại quán cà phê Alex đây. Và quán này là nằm đối diện với lại ngân hàng MB đây. Vâng, và cạnh qua cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ là 30m nhá. Đối diện với bên kia là siêu thị Nachi. Vâng, và bây giờ là mời mọi người vào chiêm ngưỡng những hiện vật của những anh em trong hội đồ cổ đã được bày biện. Vâng, đây đây, trong hội đồ cổ đã được bày biện. Vâng, và mình quay cận kề từng hiện vật một để anh em chiêm ngưỡng nha. Đồng thấy ông bảo minh ngoan. Cái này ông mai hết. Vâng, đây là các lợn. Mình đi giáo biết cái này. Cái này cái số đằng đằng mặt mặt một cái mặt bông á thì là. Nhưng mà anh em mà đã thường xuyên vào xem chiêm ngưỡng là biết rồi. Chợ đồ cổ Kinh Môn là tổ chức thường xuyên là buổi chính hay là vào chủ nhật hàng tuần. Đã được một đài ngon lành rồi đấy. Ngon ngon. Ôi giời, quá tuyệt vời rồi. Xem là của kiện nào. À dạ. Ui giời, cầm cái này về. Trong đó là có cả các loại đồng hồ đây nhá, của anh Hồng đã được bày biện. Riêng về đồng hồ là đặc biệt là của riêng của anh Hồng, là sản phẩm đồng các loại đồng hồ. Còn lại là một số các hiện vật khác nữa, như đây thành một dãy đây là các anh em là cũng bày biện kết nối với nhau và thành một dãy. Đây sang bên này là sản phẩm hiện vật này là của Hà đây rồi. Vũ Mạnh Hà, chén đĩa Mai Cải Thọ. Đây nha, ban đã quay các hiện vật của anh em từ đầu trên kia xuống dưới này. Anh em vào xem thế hay nhấn like đăng ký chia sẻ cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.